Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục kế thừa phát huy các thành tựu của nền y học cổ truyền trong nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh cho người dân, thời gian qua, thành phố đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đến nay, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng mới, khang trang, hiện tại trên đường Ninh Gia Trinh thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, với quy mô 300 giường vừa được đưa vào sử dụng, thay thế cho cơ sở cũ tại phường Khuê Trung đã xuống cấp và quá tải sự quan tâm đầu tư của thành phố tạo thêm nhiều thuận lợi để đội ngũ cán bộ y bác sĩ của bệnh viện tiếp tục công hiến phát huy các thành tựu của nền y học cổ truyền tiếp tục tìm tòi nhiều bài thuốc hay phương pháp điều trị sáng tạo đây cũng là đơn vị tiên phong của cả nước trong việc triển khai mô hình kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại mang lại nhiều kết quả khả quan trong điều trị bệnh thì chúng tôi thường xuyên được được bệnh viện quan tâm cho đỡ tạo học hỏi làm nha giữa các đồng nghiệp đi trước có nhiều kinh nghiệm và chúng tôi tham gia nhiều, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp uh, sở khám đến cấp cơ sở để đó có những bài thuốc mà kết hợp giữa y học hiện đại với học trở mang lại một cách hiệu quả nhất trải qua 45 năm xây dựng và phát triển bệnh viện y học cổ truyền đà nẵng có sự đóng góp của nhiều thế hệ lương y y bác sĩ nhiệt huyết yêu nghề có trình độ chuyên môn từ đây, nhiều đề tài công trình nghiên cứu khoa học có khả năng ứng dụng cao ra đời như sử dụng tia laser trên huyệt để điều trị một số bệnh, châm tê trong phẫu thuật mắt, áp dụng châm cứu để điều trị một số bệnh thông thường, đánh giá thực trạng cây thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển. Nhiều phương pháp điều trị hiệu quả như hỗ trợ điều trị các cơn nghiện cho bệnh nhân ma túy, phương pháp điều trị bệnh trĩ tiên tiến, rút ngắn thời gian điều trị, vân vân. Tôi vào đây được 18 ngày, bệnh tình là rất là tốt. Y bác sĩ là điều trị là hiệu quả, chú đáo với bệnh nhân. Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã kết hợp y học hiện đại và học cổ truyền, rất là dùng nhuyễn, nhuyễn trong từng diện bệnh, từ chẩn đoán đến điều trị. Chúng tôi đã tiến hành thành lập nhiều cái đơn vị như đơn vị trí, đơn vị điều trị tới biến mạch máu não, đơn vị nhu chăm và đặc biệt gần đây là có đơn vị chăm sóc giảm nhẹ điều trị bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối kết hợp với học cổ truyền và học hiện đại nâng cao hiệu quả điều trị Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng đã và đang tiếp tục chú trọng việc chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng điều trị bệnh. Trong thời điểm dịch bệnh vừa qua, nhiều y bác sĩ của bệnh viện đã tích cực tham gia tăng cường nhân lực cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 góp phần vào thành công chung trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh của thành phố